Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Audio Review Sách của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn cuốn sách KPI Key Performance Indicator, thước đo mục tiêu trọng yếu. Tác giả David Parmenter. Cuốn sách không phải là bách khoa toàn thư về KPI. Tuy nhiên, nó thực sự rất đầy đủ về cả lý luận và thực tế khi áp dụng KPI tại doanh nghiệp. Theo đó, các bạn HR mới bước vào nghề cũng có thể dễ dàng tiếp cận ban đầu, hay đối với các tiền bối cũng có thể nhận ra bóng dáng ban đầu, bóng dáng đâu đó doanh nghiệp của mình đang quản lý ở trong những ví dụ và tìm cách tháo gỡ những bất cập trong quá trình áp dụng. Cuốn sách chỉ ra các đặc điểm của KPI, những hiểu lầm về công tác đo lường hiệu suất. Quan trọng từ những đặc điểm và sai lầm vừa nêu, tác giả cũng chỉ ra quy trình triển khai các giai đoạn đơn giản nhất khi triển khai và sử dụng KPI tại đơn vị. Khi đơn vị đã xác định được các thước đo mục tiêu hiệu quả, tiếp theo đó sẽ xây dựng bộ worksheet, checklist hay các bảng hỏi để làm công cụ làm tiến triển nhanh chóng các mục tiêu. Ở đó, vai trò trách nhiệm của CEO hay các nhân sự chủ chốt, nhân viên đều được chỉ rõ. Bạn có thể đặt mua ngay cho mình cuốn sách này bằng cách nhấp vào đường liên kết ngay trong phần mô tả. Bằng cách mua sách qua đường liên kết, bạn đã góp phần ủng hộ tôi để có kinh phí tiếp tục duy trì kênh này. Cảm ơn bạn. Xoay quanh quá trình vận hành KPI sẽ có những thất bại và thành công. Những bài học được rút ra để rồi tác giả đúc kết ra rằng 70% thất bại của các doanh nghiệp ngày nay không phải là số lượng chiến lược hay kém tầm nhìn hay tầm nhìn sai, mà là do năng lực thực thi và hệ thống triển khai kém hiệu quả. KPI là viết tắt của cụm từ Key Performance Indicator, được định nghĩa là một giá trị có thể đo lường được, chứng minh hiệu quả của một công ty đạt được các mục tiêu trọng yếu của mình. Khi nào thì sử dụng KPI? KPI được cá nhân và tổ chức dùng để đánh giá mức độ thành công của các mục tiêu trọng yếu đạt được như thế nào. KPI cấp cao có thể tập trung vào hiệu suất toàn công ty, trong khi KPI cấp thấp có thể tập trung vào các quy trình trong các phòng, ban, nhóm hoặc cá nhân. Sử dụng KPI khi bạn cần theo dõi tiến trình hướng mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định. Những ai nên sử dụng KPI? Bất kỳ ai cũng có thể dùng KPI. Các cá nhân có thể sử dụng KPI để theo dõi sức khỏe. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng KPI để theo dõi các mục tiêu kinh doanh. KPI trong doanh nghiệp thường có KPI cho phòng ban và KPI cho toàn công ty. Nên tạo KPI cấp phòng ban sao cho kết quả tổng của chúng nằm trong KPI toàn công ty. Ai sẽ tạo ra KPI? Cấp quản lý của từng phòng ban sẽ tạo ra KPI cho nhóm của mình, đồng thời đảm bảo rằng KPI hợp nhất với đội nhóm và hoạt động hiệu quả. KPI toàn công ty do CEO và ban lãnh đạo tạo ra. Nhiều nghiên cứu trên khắp thế giới, trong đó có nghiên cứu của Robert Kaplan, Ram Charan, The Balanced Scorecard Institute và tổ chức Franklin Covey đã chỉ ra rằng 70% thất bại của các doanh nghiệp ngày nay không phải là do chiến lược kém hay tầm nhìn sai, mà là do năng lực thực thi và hệ thống triển khai kém hiệu quả. Công tác đo lường hiệu suất công việc, Performance Management, đang được thực hiện thiếu hiệu quả trong rất nhiều tổ chức trên toàn thế giới, từ các tập đoàn đa quốc gia, cơ quan chính phủ cho đến các tổ chức phi lợi nhuận. Họ đã và đang áp dụng các thước đo mục tiêu vốn được đặt ra mà không có bất kỳ sự liên quan nào đến các cá nhân, đến các nhân tố thành công quan trọng của tổ chức mình. Nằm trong bộ sách Triển khai chiến lược do
PAKE, dày công tìm kiếm, nghiên cứu và chọn lọc. Có thể nói, KPI thước đo mục tiêu trọng yếu là quyển sách được thực hiện công phu nhất, đầy đủ nhất và phổ biến nhất hiện nay. Cuốn sách này được biên soạn nhằm hỗ trợ các tổ chức trong việc xây dựng, triển khai và sử dụng hiệu quả các thước đo mục tiêu trọng yếu, Key Performance Indicator. Các thước đo hiệu quả công việc sẽ tạo ra sự khác biệt sâu sắc cho tổ chức của bạn. Tác giả của cuốn sách David Parmenter là chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thước đo mục tiêu trọng yếu. Thay thế quy trình hoạch định hàng năm bằng hoạch định, cuốn chiếu hàng quý và các thông lệ tài chính tinh gọn. Ông đã phát triển các bước triển khai rõ ràng giúp các nhà lãnh đạo tránh được những hạn chế trong quá trình sử dụng các thước đo mục tiêu trọng yếu KPI và tạo ra các KPI phản ánh một cách có ý nghĩa hiệu suất ngắn hạn và dài hạn của tổ chức. Việc triển khai dự án KPI phản ánh văn hóa, trạng thái sẵn sàng cho tương lai của tổ chức, mức độ cam kết của CEO và nhóm quản lý cấp cao, cũng như trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên được tuyển chọn để tiến hành dự án. Với bất kỳ ai quan tâm đến KPI, thì tác phẩm của David Parmenter sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Cái gì không đo được thì cũng không quản lý được. Cái gì không đo được thì cũng không cải tiến được. Bạn đang lắng nghe audio review sách KPI, thước đo mục tiêu trọng yếu. Audio này nhận được sự hỗ trợ từ website thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Thời gian gần đây, thị trường hay nói đến các doanh nghiệp khi triển khai KPI thì gặp phải thất bại, tức là các doanh nghiệp triển khai không thành công. Vậy lý do gì mà nó không thành công? Các bạn hãy đọc thật kỹ cuốn sách này và các bạn sẽ thấy những quan điểm mà các doanh nghiệp đã làm chưa tốt khi triển khai KPI trong công ty. Để từ đó, bạn có thể rút ra những bài học cho bản thân mình, cho doanh nghiệp của mình. Riêng tôi thì đây là một người có khá nhiều kinh nghiệm khi triển khai KPI cho công ty. Với tôi, đây là một cuốn sách đáng đọc. Bất kỳ tổ chức nào, bộ phận nào, cá nhân nào khi làm việc thì cũng có những mục tiêu của mình. Và trong số những mục tiêu đó sẽ có những mục tiêu trọng yếu. Tuy nhiên, nếu các mục tiêu này không đo lường hoặc khó đo lường thì điều đó có nghĩa là các mục tiêu này khá mơ hồ. Và do vậy, dù có nỗ lực thế nào đi nữa thì cũng không biết mình có đạt được mục tiêu hay không. Quả đúng như Peter Drucker, người được mệnh danh là cha đẻ của quản trị kinh doanh hiện đại, từng khẳng định rằng cái gì không đo lường được thì không quản trị được, cái gì không đo lường được thì cũng không cải tiến được. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu trên khắp thế giới, trong đó có nghiên cứu của David Parmenter, tác giả của cuốn sách KPI thước đo mục tiêu trọng yếu. Đây là cuốn sách về KPI phổ biến nhất thế giới hiện nay. Ông đã chỉ ra rằng 70% thất bại của các doanh nghiệp ngày nay không phải là do chiến lược, mà là do năng lực thực thi và hệ thống đo lường kết quả kém hiệu quả. Con số trên cũng cho thấy các công tác đo lường kết quả, đo lường thành tích đang được thực hiện thiếu hiệu quả trong rất nhiều tổ chức trên toàn thế giới. Từ các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ quan chính phủ cho đến các tổ chức phi lợi nhuận. KPI thước đo mục tiêu trọng yếu là một cuốn sách vô cùng hữu ích, đặc biệt nó vô cùng chi tiết. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về KPI thì có lẽ trên thị trường đây là cuốn sách được viết chi tiết nhất. Cuốn sách này rất dài, nội dung gồm 19 chương với rất nhiều phụ lục. Trong đó có những bài học kinh nghiệm, case study mà người ta đã áp dụng KPI một cách hiệu quả như thế nào. Thực ra, nó cũng bắt nguồn từ câu chuyện quản trị theo mục tiêu, để từ đó đưa ra các chiến lược hành động. Rồi từ các chiến lược hành động mới đưa ra các thước đo, và thước đo này chính là công việc cuối cùng. Để công việc đạt hiệu suất tốt và hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra
cần có một thước đo để cả doanh nghiệp và nhân viên hướng theo, đó chính là KPI. Đối với cá nhân, KPI có thể là tính riêng tư và không cần phải chia sẻ. Nhưng đối với các tổ chức, doanh nghiệp thì KPI cần phải được truyền đạt rõ ràng và cụ thể đến các bên có liên quan. Nó đo lường cái gì? Vì sao lại đo lường nó? Bởi mục đích chung của việc thiết lập các KPI là để tất cả mọi người có thể nhận thức được hướng đi của tổ chức và không đi lạc quỹ đạo. Audio review sách KPI, thước đo mục tiêu trọng yếu, đến đây là kết thúc. Bạn có thể đặt mua ngay cho mình cuốn sách này bằng cách nhấp vào đường liên kết ngay trong phần mô tả. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Thank you.